Tôi không còn thương nhớ người yêu. Từ em cô dâu xinh lệ qua cầu, nỡ quên kỷ niệm ngày thơ ấu, cho tới khi hỏi đầy yêu dấu, tôi chú rể em làm cô dâu. Tôi không còn thương nhớ người ta, tìm vui thâu đêm qua nọ tay ngang với ai chẳng lần mình quen biết, với ai chẳng cần gì tha thiết. Tôi quên người, quên cả chính tôi. Quá xa xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng, nếu khi vắng em rồi chắc là tôi sẽ khó sống. Tôi đã mất em rồi thì tôi cũng vậy mà thôi, nên không còn thương nhớ đầy vơi. Giờ không yêu ai cũng chẳng yêu người, chỉ vui với cuộc đời đây đó, chỉ vui với bạn bè sương gió. Tôi không còn thương nhớ đến ai. Dòng sông sâu thì đâu cách chia đôi tình, dòng sông
đồng xanh như gái chưa có lúa như xôn xao chào đón bầy chim nghe dĩ khoe khoang thấy em vui nhau hòa đàm. Thôi vang cả cánh rừng vui chân ta cùng xuống chợ phương trăng bay quanh bên những rừng mơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em, xuống chợ xuống chợ. Kìa những người con gái có nụ cười đẹp quá, nọ hám kẹ giáo sáng dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa răng gừng cái mối mặn tiếng nói nọ giống ai giờ đã nói yêu anh lời yêu thương còn mãi anh thương anh có về xứ nghe với em không anh thương theo cao, chúng ta có thể an tâm di chuyển qua lộ trình này. Quý vị thính giả nào mà đang lưu thông trên đường mà tiếp tục với lộ trình đang di chuyển của mình, chưa có về đến nơi thì cứ cố định tần số FM 91 MHz các bạn nhé. Làm ăn lắm nhưng sao lại cấp trần, vậy đừng bảo vệ lấy, có gì tay.
Bảo đấy, thế bây giờ điều trị thế nào, uống thuốc gì? Có cái loại thực phẩm chức năng gọi là Natopeptofit gì đó. Tôi dùng nó 3 tháng nay, giờ tôi mới được khỏe. Người đọc có cảm giác chưa thực sự thỏa mãn với diễn biến tâm lý của nhân vật. Platinum dùng cho người bị viêm họng, viêm thanh quản, khản tiếng, mất tiếng, mạnh hơn, hiệu quả hơn. Thực phẩm này không phải là thuốc. Ta thì radio sắp đâm việc làm.